sau tuổi 40, bốn kiểu người này càng ít giao du càng tốt. Con người khi bước sang tuổi trung niên, sự nghiệp có thể nói cũng đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất. Vào thời điểm này, nên tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực để cố gắng gặt hái nhiều thành tích hơn nữa. Con người khi bước sang tuổi trung niên, hãy đừng lãng phí thời gian, tình cảm cho những người không xứng đáng, bởi vì thời gian vô cùng quý báu, tình cảm càng đáng trân trọng. Con người chúng ta khi bước sang tuổi trung niên, bốn kiểu người dưới đây tốt nhất không nên liên lạc, bởi thực sự việc duy trì quan hệ với họ là vô nghĩa. 1. Người thân nhưng có qua, không có lại. Về cơ bản, con người sống với nhau đều là có qua có lại mới có tình người, có qua không lại cuối cùng cũng thành người xa lạ. Ngay cả với người thân cũng như vậy. Nếu như bạn đối xử vô cùng tử tế, bỏ ra rất nhiều công sức tình cảm cho một người thân nào đó, thường xuyên thăm hỏi quà cáp, có việc gì cũng nhiệt tình giúp đỡ nhưng ngược lại, họ lại chẳng mảy may đáp lại tấm thịnh tình của bạn, thậm chí muốn được họ mời đến nhà ăn bữa cơm cũng khó, kiểu người thân đó, hà cớ gì chúng ta phải tiếp tục duy trì quan hệ qua lại. Bạn coi họ là người thân, người ta lại không xem bạn là người nhà, hoặc nếu không thì trong mắt những người như thế, lợi ích còn quan trọng hơn cả tình thân. Con người khi đã bước sang tuổi trung niên, đồng tiền khổ sở vất vả mới kiếm được nên dùng cho cha mẹ già, con cái nhỏ dại, không nên lãng phí vào những người, những việc vô nghĩa, chẳng đem lại cho bạn điều gì tốt đẹp ngoài những cảm xúc thất vọng, tiêu cực. Kiểu người thân có qua không có lại này, tốt nhất không nên liên hệ. 2. Những người bạn giả dối. Có những người, nói hay hơn bất cứ ai, họ có khả năng dùng mồm mép miệng lưỡi để nịnh nọt tâng bốc người khác nhưng thực tế lại chẳng có lấy một chút chân tình. Họ không muốn cùng chia sẻ nỗi khổ với bạn, cũng không muốn cùng bạn vượt qua hoạn nạn nhưng chỉ muốn cùng bạn đồng cam, cùng bạn hưởng phúc. Nếu có việc muốn nhờ cậy họ, họ sẽ có vô số những lý do để từ chối. Thấy bạn gặp chuyện, họ chẳng bao giờ tình nguyện đưa tay ra giúp lấy một lần mà tìm cách lảng tránh cho thật xa. Con người khi đã bước sang tuổi trung niên nên biết dùng đôi mắt của mình để nhìn người, nhìn việc. Làm bạn với những kẻ miệng thì thơn thớt này chẳng khác gì bạn lãng phí tình cảm của mình với một kẻ không đáng. Kiểu bạn này về cơ bản không thể coi là bạn bè thực sự. Với họ, tốt nhất nên cắt đứt quan hệ, tránh bị lừa bịp hay lợi dụng về sau. 3. Bạn học cũ nhưng đã sớm quên mất tình bạn ngày xưa. Từng học cùng một lớp, cùng một trường thời thơ ấu, có thể nói tình bạn này với mỗi người đều rất khó phai. Nhưng điều quan trọng là không phải bất cứ ai đều cảm thấy thứ tình cảm này khó quên. Có những người, họ sớm đã chẳng còn để trong đầu thứ tình cảm này, nên khi gặp lại bạn, thực ra cũng chẳng khác người qua đường là bao. Nhưng ngoài mặt, họ vẫn giữ liên lạc với bạn, bởi bạn ở tuổi trung niên, có lẽ đã có những mối quan hệ xã hội nhất định và họ xem bạn là một mối quan hệ cần duy trì của họ. Với những việc đã diễn ra trong những năm tháng còn đi học, bạn hào hứng ôn lại nhưng họ cơ bản chẳng nhớ gì. Bạn nói nhiều, họ sẽ chẳng còn hứng thú bởi thứ họ quan tâm thực sự không phải là những chuyện ngày xưa đó. Thứ họ quan tâm là bây giờ, bạn có ích với họ hay không, sau này có nhờ vả được gì hay không. Kiểu bạn học cũ đó, tốt nhất không nên gặp lại hoặc có gặp, cũng chỉ nên chào hỏi xã giao. 4. Những người khác giới thường buôn chuyện phiếm trên mạng. Có những người thích nói chuyện phiếm với người khác giới trên mạng, nội dung câu chuyện phần lớn là những điều ám muội, xem đó là một sở thích và lấy đó làm thú vui. Hai người khác giới không ai biết mặt ai, chẳng hiểu gì về nhau, về cơ bản không biết đối phương là người như thế nào, chỉ là nói chuyện phiếm trong một thế giới ảo. Đây có phải những việc mà những người đã bước sang tuổi trung niên nên làm? Việc này không chỉ lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc mà còn gây ảnh hưởng đến nhiều phương diện khác của cuộc sống. Con người khi đã bước sang tuổi trung niên, trên còn có cha mẹ già, dưới còn có con cái, có thời gian, hãy cố gắng làm việc nhiều hơn, kiếm tiền nuôi gia đình. Nói chuyện phiếm không tạo ra được cuộc sống hạnh phúc mà còn làm phát sinh mâu thuẫn. Người thông minh, tốt nhất nên chấm dứt những cuộc chuyện trò vô bổ này. Đến tuổi trung niên, chúng ta nên học được cách gạt bỏ những người không đáng để tiếp tục kết giao, qua lại ra khỏi cuộc đời mình, bởi sống trên đời. Có những người thực sự đáng để ta dành thời gian vun vén, chăm sóc, hy sinh nhưng cũng có những người cắt đứt được quan hệ với họ lại là điều sáng suốt. Theo Nguyễn Nhung,
trí thức trẻ. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.